Bitcoin. Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã đến với một clip mới trên kênh của Zeno nha mọi người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chế độ hoàn toàn mới, đó chính là chúng ta sẽ có chung dương đồ nha. 5 người sẽ có chung một cái dương đồ đấy. Ví dụ như mình chặt được một khúc gỗ thì mấy thanh niên này cũng được một khúc gỗ. Và tất nhiên là mình mất thì mấy thanh niên cũng mất. À, chúng ta có thể mặc chung được đồ nha mọi người đấy. Ngày hôm nay là mặc chung ăn. À nhưng mà không ăn. À có ăn chung nha. Thức ăn bánh mì các thứ là ăn dùng chung luôn. Đấy. Ui. Kìa. Chưa gì đã chế rồi. Ơ kìa. Đâu rồi? Có bàn chế tạo luôn. Ôi đặt ra luôn rồi. Ê, một người làm cả lũ hưởng luôn mọi người. Ui, đấy thấy không? Đấy, các bạn thấy để xem ngày hôm nay. Đây, để số 1 đi. Đấy, xin đâu ơi. Ui, ngày hôm nay, đấy, có thêm bàn chế tạo này. Đấy, xin đâu mọi người. Đấy, các bạn, nếu mà các bạn thích những cái chế độ khác lạ trong Minecraft thì nhớ là comment ý kiến mọi người nha. Mình sẽ cố gắng thực hiện những cái thử thách của các bạn sớm nhất có thể nha mọi người. Rồi, mình ở đây mình thấy sắt luôn này. Đấy, này không? Đây mình chưa làm gì nhá, chưa làm gì nhá. Dương đồ mình tự động hóa hoàn toàn này. Xin đâu, ui. Nhìn ai thật sự. Ui, 5 người cùng đào nhờ. Ui, sắt xiếc rồi nó cứ tự chui người. Ôi, đói rồi. 5 người dùng một cái cúp thì là xong rồi. Mà có 4 người mà đâu ra 5 người gì đâu. What? Mỗi người làm một thứ nhá, mỗi người làm một thứ nhá. Ấy, chia ra ngày hôm nay mỗi người làm một thứ à? Đi kiếm thức ăn. Tí đâu ra cúp đá nè. Zeno chế mà, Zeno chế cúp đá mà. À đấy, thấy cục sắt chưa? Ơ kìa, cúp đâu rồi? Cái đấy nhờ. Cúp đá ở ngoài cái mất luôn à. Ơ kìa, đâu rồi? Mất. Nè, đi nè nha. Kìa, vứt hết kìa, cay ấy. Ơ kìa, ơ kìa. Vứt hết đồ luôn, đừng có nói. Cày đấy nhờ. Đấy, các bạn thấy chế độ này vuông để xem là chế độ này nó kìa đang đào. Cày đấy. Cày đấy nhờ. Cày như là nớt. Thành như nào nghịch nhá. Thành như nào nghịch nhá. Tôi đang đào sắp xong rồi tự nhiên anh nhờ. Chắc chắn là chỉ có Khang. Khang đấy. Cày đấy nhờ. Ô, cái gì mất cái cúp rồi? Có làng ấy. Ê, đấy nhờ. Ui. Có xem bị mất cái cúp vậy nữa không? Ui. Nào, im im để đang chế tạo. Trời ơi, chế tạo bánh mì. Ơ, thân đi nào lấm đá của tôi. Nên nó lấy chế lò nung hết rồi. Ơ kìa, cúp đâu rồi? Trả cúp đây. Ơ kìa, trả cúp đây. Ơ kìa, cay công cơ chứ. Đá đâu hết rồi. Không ai lấy cúp nha. Trời ơi, đây nào mà mất cái cúp rồi. Không có đá luôn. Ok, tao mất cái cúp rồi. 3, rồi, 3. 3 sát rồi. Ơ kìa, đâu rồi, sát đâu rồi. Đây, cúp đây rồi. Nè, nó điều khiển nó bị. Ơ kìa. Ơ kìa. Đấy, để Vanh đánh anh Golem nhá. Đừng có bỏ đi. Vanh, ơ. Ôi, anh Golem đừng đánh. Đấy. Ui, xin đâu mọi người. Ui giời ơi. Dễ nha. Không nó đạp em đạp đường. À, em một. Một chấm một người dùng thôi. Ok. Đâu xem có cái hàng nào. Mà hôm nay bốn cái miệng ăn nha nên là thành ra là phải nhiều thức ăn. Wow. Thế có. Ui. Đống sắt luôn đây. Bây giờ mình chỉ cần làm một. Ok kìa. Lại mất rồi. Cày tê. Ai. Đâu. Ok ha. Cái như nào người. Một người cầm kiếm và người cầm rìu đấy nhá. Cứ cất cái đi hoài à. Cầm bánh mì nhá, Vinh cầm bánh mì đó. Mỗi người chỉ được cầm một thứ thôi. Ok kìa. Thế nghe lại cầm bánh mì cái. Cầm bánh mì. Ok. Nữa hả? Cầm đấy cầm ok. Mình bảo cầm bánh mì bắt thanh niên nào lại. Trời ơi. Tôi khổ quá mà. Ui, thế đạo này cũng vui thật sự mọi người. Được này, ok kìa. Hả? Ui, đây nhá, bây giờ nhá, cả hai người nhá, cùng nhấn vào một cái vật, nhấn vào một cái bánh mì nhá. Đây, cả hai người cùng, tôi đã nhấn nhấp vào cái bánh mì ấy, là nó đội nhân đôi kìa. Từ từ. Ô. Không? Nhấn đi, thử nhấn đi, nhấn ô đầu đi. Ờ. Đâu? Đâu mà.
Có gì đâu. Ôi, ui, nhân đôi được. Ui, nhân đôi được. Ờ. Nhân đôi được. Nhân sắt đâu ấy, sắt đâu. Ua, chưa có sắt kìa, vừa đây vừa 8 sắt mà. Ôi. Rồi, ok. Ok à? Là vừa đây 8 sắt mà. Rồi, đây, ui, 30 sắt rồi kìa, 30. Đâu? Đâu? 30 quặng sắt đâu rồi. Cuối cùng đi đâu? Như là bỏ lời hả? Mất tiêu luôn rồi. Để cay đấy nha. Ui, nhân đôi được cái này ngon này. Phải đi. Ai nói cúp vậy? Cái cúp để lấy cái cúp. Kìa. Wow, được kìa. Đen đào. Rồi. Mà đi 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 xuống đây. Đâu? Ở đâu? Em nhấn chưa? Em mới đấm mà. Em nhấn chưa? Đi em nhấn chưa? Nhân. Ôi, nhân được kìa. Ôi, nhân kìa. Ôi, nhân kìa. Thôi được rồi. Mày nói đi, cho than vào. Đâu, ui, nhiều sắt ra man. Ok, mình sẽ... Sao mình không tung cái gì đó đi rồi mình nhân tiếp. Ba. Xong luôn. Ôi. Đâu rồi, bánh mì của tôi đâu rồi? Đang định ăn, đang bỏ mồm. Trời ơi, đang cắn dở thì tranh nhìn nhấc luôn bánh mì của tôi đi ạ. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. Sát. Đâu rồi? Rồi đi. Ơ sao nó lại? Đâu rồi? Đâu rồi? Xuống rồi. Đi một chỗ. Ôi rồi. Ôi lại mất rồi. Ôi lại mất rồi. Đi một chỗ rồi. Buồn cười sợ. Ui dưới này nhiều sắt lắm. Đây, mọi người cứ ấn đi để Zeno chế tạo bộ đồ sắt Zeno mặc lên người luôn nha. Ok. Đấy. À, Zeno hình như cho vào trong bàn chế tạo rồi. Ồ. Kìa. Đâu rồi? Quần sắt này. Đâu rồi? Sao không Zeno không được? Mặc chưa? Rồi, mặc lên người đây. Sao Zeno không mặc được? Nhờ sao Zeno? Đây để Vanh tháo ra Vanh mặc cho. Ở đây lại được rồi, bây giờ mới được này. Ok kìa. Rồi nhá. Đây mặc. Rồi, mặc rồi, xong rồi. Ui. Xịn luôn. Nào. Đi đào dưới này, đào dưới đi lấy kim cương này. Ui, ngày nay nhanh nha. Kìa, đào mỗi người một hố đi ta. Vách bảo bây giờ đi kiếm mấy cái cung à, đấy xong để ở trên anh ấy. Mọi người cùng bắn. Ok á. Đi vậy thôi. Đi làm. Các cái cúp đi. Đừng coi. Nghịch nữa, trời ơi. Này. Trời ơi, này hài thật sự luôn đấy. Cái chế độ này vui lắm mà. Kìa, được rồi. Thả mọi người chế luôn 3 cây cúp kìa. Chết rồi. Lấp. Ôi. Zeno Zeno ở trên này, Zeno xử đóng này cho. Mọi người cứ ấy đi. 4 cây cúp đấy, mọi người cùng đào đi. Bập. Đấy, mọi người chế lấy cung nhá. Đấy, trời ơi. Bập. Ôi trời, lại đâu rồi? Cây gì của tôi đang... Cây đấy nhá. Đang đánh dở. Nào, đừng có nghịch nữa, chả mất thiên nhiên này. Ok, cây... lava. Ngồi tay nhiên đã đi rồi mọi người. Không đặt được. Zeno ơi, nhân mũi tên. Bê, chúng ta đứng nhân mũi tên nào. Từ, phải bước đồ ra. Bỏ bớt dương đồ đã. Nhầm, vứt thịt. Nhầm nhầm. Những đồ đó, đừng có nhặt Zeno, sao Zeno nhặt cho ngoài. Không có nhặt đâu. Đấy thôi. Đây, nhấn. Ở đâu rồi? Đây rồi. Đây 4K. Đâu rồi? Bốn cái thôi. Thoải mái, nhớ rồi. Bốn người nhấn cơ mà. Dư 2-4 cây rồi. Tiếp đi. Dư rồi. Nhau sẽ tắt luôn, what? Dư rồi. Được rồi, bằng này đủ rồi. Đủ lắm rồi đấy. Ấy à,
Ui, có cổng địa ngục luôn này. À nhầm, có accident luôn. Một viên. Trời ơi. Một viên à? Trời ơi, chán nhầm chơi. Nhầm đi, nhầm này, nhầm này. Lại đứng nhân, lại đứng nhân, lại đứng nhân. Ok, kìa, ok, ok. Nhanh vào. Mọi người cứ nhân đi. Đâu, còn lại để đâu. Đây còn này, xin ô. Đi vào đi. 10 cục rồi. Ú, bên này còn kim cương. 20 cục rồi. Ở đâu rồi? Bro. Ai da, ai da. Ai da, ai da. Chạy. 40 rồi, 40 rồi. Bóp sát tắc rồi, okay. Kim cương rồi, nghỉ. Wow, sát rồi, khỏi cần, khỏi cần đấy nữa rồi. Rồi, chế bộ đồ kim cương đi. Rồi, Zeno, không thanh niên nào còn, à đây còn may quá, còn ít gỗ. Ok, rồi, thế này chúng ta đủ đồ đi đánh rồi đấy. À nhầm, đánh xuống địa ngục đấy. Mọi người, nào oxygen đi. Bây giờ nhá, bây giờ chúng ta phải làm mấy. Sao có, à đây kiếm kim cương. Đừng có nhặt đồ nữa. Vứt ra mà, trời ơi, tôi vứt ra rồi mà. Kìa, vào cái lỗ đi, mấy cái kia cứ vứt giữa đường ấy. Thôi, đi đâu, đâu. Thôi, được rồi, đây nha. Ờ, mình nghĩ là, chắc là chỉ có mỗi một cái cúp thôi. Một thanh niên đào thôi, như chỉ một thanh niên đào được thôi. Mấy thanh niên đào muốn đào ấy, phải dùng cúp khác. Đấy, à, nhân bản, nhân bản này. 5 minutes later. Ui. Ở đâu rồi? Bốn chục rồi. Được rồi, được rồi. Hơn hơn được rồi, 64 rồi. Ở đâu rồi? Ở đâu rồi? À đây rồi. Đây. Nào. Đâu? Ở đâu rồi? Lại đâu rồi? Thôi thế nên vứt ra làm cái chi ba. Ở đâu rồi? What? Dễ mất vậy. Hay. Cái đấy nhỉ? Rồi, bây giờ chúng ta tìm viên sỏi nữa là chúng ta đi được rồi. Nào. Uầy, này xịn ra mọi người. May mà nó có chế độ nhân bản. Vì sao về làng. Rồi, đấy, mọi người tìm sỏi đi xong rồi chúng ta sẽ đi xuống địa ngục nào. Ngày hôm nay để xem đánh rồng nó dễ không hay là khó nha. Ok. Uầy, ngày hôm nay nhá. Ví dụ, mình có một cái thấy một cái bất tiện này. Ví dụ, mình hay để quen cây cúp ở ô số 2 nhá. Nhưng mà thanh niên nào đó lại để quen cây cúp ở ô số 1. Đấy, cho nên nó sẽ có những cái bất tiện. Em là kiếm ô số 1, cúp ô số 2, rồi ô số 3 hả? Ờ, Zeno cũng để thế, Zeno hay để thế này. Nhưng mà Zeno hay để block ở ô cuối cùng cơ. Đây, đi nào, thử xem là. Wow. Piglin kìa. Uầy, 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 uầy. Ê à, không ai hộ à. Ôi trời, để một mình tôi chiến ạ. Mập. Ôi đây có lâu đài luôn nè, what. Ui. Ôi ôi, chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Chạy. Lâu đài đây này. Ui. Ờ ha, sao không nên đi làm khiên nhờ. Đây, chặt gỗ. Làm khiên. Ôi trời, ôi trời, nó bắn kìa, ôi trời, nó bắn kìa, ôi trời. Ôi lâu đài kìa. Ôi wow. Nhiều thế. Này, đây là chúng ta đang chơi chết không mất đồ nha mọi người. Nếu mà chúng ta chơi chết mất đồ thì sao? Ui rồi ôi. Ôi, một viên thôi, nhân bản làm cái gì? Quá lâu đài đâu ta? Lâu đài đâu ở Khang? Lâu đài này bắt một lốc qua. Ok, đấy. Zeno sẽ lấy block cho mọi người bắt nha. Đấy, block đấy. Đấy, thoải mái đi. Block đấy. Bắt đi. Em bắn. Rồi xong. Robot luôn. Ôi, con này nó bắn này. Đấy, bắt thoải mái đi. Dùng cái ô đấy mà bắt. Đấy. Rồi. Rồi. Khang robot. Khang robot. Rồi. Ôi. Ôi, robot. Hai đứa đi. Ôi, buồn cười quá. Thôi đừng có nói nữa. Buồn cười quá. Thôi đừng có nói nữa. Nói, tôi nghe nó buồn cười quá mọi người ạ. Tự nhìn đi, trời ơi, tự nhìn bao giờ. Ôi ôi, lấy hắc diện thạch bắt luôn à, thanh niên ghê vậy. Đây, thanh niên đào đi để Zeno. Zeno bắt cho, ơi kìa. Đâu? Thanh niên nào chôn tôi rồi. Ô, oh, quỷ lửa. Tôi nghe thất thanh ở dưới biết giờ rơi rồi đấy. Ô, oh, đây chật dương.
Rồi mọi người đi farm ở những cái những cái chỗ khác nhau đi nha, để lấy quay kỳ lửa. Ôi đâu mất rồi, ok kìa. À đây, giật chết cả mình, trời ơi, tưởng nó tự nhiên bốc hơi cơ. Hay quỳ lửa ơi. What are you doing, mademoiselle? Yo. Yeah. Tập. Hai quen luôn. Ui. What? Ui, được cái đầu luôn nè, what? Đánh được cái đầu luôn hả? Ghê vậy. Này, trời ơi, thành nhìn càng thấy. Em được mà. Ấy à. Được. Nhấn đi, ai nhấn đi kìa, ở kìa. Đâu, nhấn. Nhấn gì? Trời ơi. À ừ, nhấn bạn nha. Nhấn bạn. Quên mất. Bằng lâu mình cứ đi, mình cứ đánh nhá. Rồi, bây giờ mình phải đi tìm mà. Đi tìm một khu rừng xanh nha mọi người. Ok. Rồi, bây giờ mình chúng ta đi tìm con Enderman thôi mọi người. Rồi. Rồi, chắc là chỉ cần một viên ngọc thôi. Wow. Thế nên có thanh niên nào à, bây giờ đi đào vàng, để đi đổi đồ đi. Đi. Nào, let's go. Đây bên này chỗ Zeno okay. Có một cái pháo đài này. Có một cái đâu, chỗ con người lợn này, con chỗ người lợn đen này. Đây. Chơi luôn. Thể mình không quen để mấy cái này ở ô số này. Trời ơi, bình thường mình để chữ Z cơ. Đâu. Dưới con dương. Xuống. Block vàng. Ôi. Block vàng. Ôi. Có rương nè. Ôi. Mũ tên à? Yes. Áo vàng. Rồi, được rồi, tất cả đều mặc áo rồi, Con này nó vẫn đánh banh. Không biết. Ôi, con này lúc này chết tôi nè. Tiêu diệt nó đi. Ơ kìa, sao nó vẫn đánh mình. Đào block vàng đi, ôi. Rồi, xong. Ok, này, đi đào block vàng. Có block vàng đúng không? Đi. Đó, vừa đào được một cái đây. Có block vàng rồi, chúng ta đi đổi thôi. Ôi chạy thôi, chạy thôi. Cứu ơi, alo, có ai cứu không? Không ai cứu cả, thôi chúng ta tự cứu. Ai đào block gì vậy? No. Ôi, block của tôi đang đặt mà. Block đâu hết rồi. Block vàng đâu rồi? What? Okay. Thế nào đặt? Đừng phải nên nó đặt block vàng. Không, nên nó không đặt block vàng sao? Thế nào lấy rồi chứ? Không có đây nha. Đâu rồi? Đâu rồi? What? Hè mấy thế này? Đâu mất block vàng rồi? Đâu? Đừng nói là mất block vàng. À đây, lại thấy block vàng này. Ok, bây giờ lại ra. Đi xong vừa thấy nhân đi. Nhân à? Gây dây. Đây. Mọi người chung tay nhân lên một stack đi anh em. Ok. Tưởng nhân nghe được vậy luôn chứ. Anh em đâu? Đâu đây. Ôi, bước xuống lava rồi. Xeo rồi. Rồi để xem là nó cho. Xeo như bán bánh xeo. Ôi, thử quăng block quá lượm không vậy đâu. Còn lâu, nó không lượm đâu. Đâu mọi người đi mấy chỗ khác đi, xem có được viên Ender Pearl nào không. Úi trời ơi, bọn này đang gì? Đứng xuống dưới này lấy đồ à? Cũng cái hố bên cạnh à? Đâu? Đồ. Đâu xem được cái đồ gì cơ. Để banh vứt bên trên xuống là được. Đâu. Uầy, 19 Black Stone. Ê, chết rồi, vứt kiếm kim cương rồi. Nether Brick. Uầy. Rồi, luôn vứt kiếm kim cương luôn đã nha. Không sao, nhặt được rồi. Và lại vàng. Ơ, hình như là nó nhặt được hết rồi. Ui, có poison gì cơ? Không, góc bên này là nó nhặt mà. Đâu đợi một xíu để chúng ta sẽ vứt đồ lên. Chà, thuốc đúng hết rồi. Vứt hết lọ thuốc kháng lửa luôn hả? NLP kìa. Đây rồi, NLP đây rồi. Đây. Rồi, chúng ta cần bằng cái vàng này được rồi. Nào. Ai nấn cùng với. Nhân. 4 viên rồi, 8 viên rồi, 12 viên rồi. Nó bắn 16 viên. Wow, đùa rồi. Ai nhân bản quét cửa nữa kìa. Nice. Đấy rồi, đùa rồi. Rồi, nhân bản quét cửa nữa. Nhân bản đây. Hey. Thưa. Ôi kìa. Đâu mất rồi. Rồi. Rồi, thôi kìa. Đùa chưa. Đi về được rồi. Thôi, đi về rồi. Ok. Còn luôn.
Thế nhá, Vanh đặt cung của Vanh ở chỗ ô vá nhá, đừng ai dùng nữa. Ok, chung cho nó. Đã dùng một cái à? Tính ra chúng ta vẫn phải dùng tách cung ấy chứ. Dùng một cái. Cũng dùng chung mũi tên. Ờ, chỉ là dùng chung mũi tên thôi. Hey, cái này còn không ta? Cái còn không ta? Cái đấy hết rồi. Ở đây. Hai bắn gà thơi. Ai nhân đi, ai nhân lên đi cho xin nào một cái nào. Nhân cái gì nữa? Dùng chung được mà. Ở kìa. Đấy không nhân được. Trời ơi, tôi để block ở bên dưới cuối mà đánh nào mất. Cắt mất cái block của tôi. À, bắn. Nhấn tao vào đi. Đừng có ăn nha. Thằng. Đang nhấn. Mày đấm lên. Đấy, đang nhấn lắm rồi. Có lên. Ôi, đừng. Tầm 48 quả là đủ. Rồi, okay, chắc queo rồi. Thôi, 32 quả được rồi. Bằng này đủ rồi. Ui, chúng nó hết rồi. Nó hết kia rồi. Bắn đi mọi người. Em đã dưới tổ ăn xưa hay sao ấy. Bắp. Hết rồi sao ấy. Đến đây con, ok, hết rồi. Rồi, mọi người bắn nốt, sửa nốt con rồng đi rồi. Xem là ngày hôm nay khó không. Ui, chính khá là dễ chứ mọi người. Ui. Ok ạ. Có 2 cây cung thành ra là đang bắn nó bị ngừng, nó cứ bay chậm chậm rồi gì ấy. Chậm đâu mà chậm. Ô, thế còn cứ khiên đấy nữa, trời ơi. Thế, đang bắn được đây khi coi. Ô, vẫn còn một cái end crystal kìa. Bắn một mũi tên là đi luôn. Xịn luôn. Ôi tao bằng thơ kìa, nhặt lại đi. Trời ơi. Nó sắp đậu rồi. Hãy dừng lại những cái hành động đó đi nào. Quỷ đi ra quay. Ôi ôi, ai đâu á. Ok nào, sự đẹp con rồng đi. Ê ôi 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 ôi. Ăn. Ôi. Ôi. Ô lê. Rồi. Con rồng xuống này. Xuống này. Nó nói mai nó chưa xuống à. Như là bắn ui khó. Ôi như này. Ui ôi sao cả một đống ở đây luôn này. Sao nó bắn nhiều chỗ này sao? Nhà 4 kho đồ sao mà bắn 4 phát không? Bắn 4 phát rồi. Bắn chỗ. Nó kéo. Bắn nó là thành ra 4 cái không? Con này. Không ai bắn trúng à. Kìa. Hết thế là nhanh. Đây rồi, một con robot đã đến. Ôi robot ơi, đừng nói nữa robot. Ê, nó hất cái kèo. Uầy, động máy luôn. Mình không biết là mình chém hay mấy đi chém nữa. Mày rong u khi nào sửa đẹp không? Ui, còn một xíu kìa. Đậu lâu đấy nhở? Công nhận lần này đậu khá lâu đấy. Ui, mặt rồi, đậu lâu thử. Không chưa phát nào. Chưa rồi, công nhận. Đậu đúng lâu luôn ấy. Ui. Sao mày dễ vậy? Ấy à, khó rồi. Khó rồi. Vừa nói dễ rồi nó khó rồi. Này, mọi người, Neno có ý này nhá. Bây giờ chúng đi về nhà đấy á. Bây giờ chơi luôn đấy không? Chúng ta solo luôn đâu. Solo chế độ này luôn đâu. Nào, rồi nhá. Ăn nhá. Nào, 3 2 1 go. Ơi vứt đá rồi. Ôi chết rồi, ơi, vứt hết đồ rồi, cay thế. Đâu rồi, thế nhưng mà vứt hết rồi. Hết rồi. Ở đây không ấy được, tôi đốt, ôi rồi. Rồi xong tôi cháy chết rồi. Còn cái đêm thôi. Thế nhưng mà vứt hết rồi. No, bro. Trời ơi, đang cắn. Rồi, xong rồi đi rồi. Cây công đi. Uầy, tôi đang cắn cái bánh mì dở thì thế nào vứt đi ạ. Ui, nhặt lại một đống kìa mọi người.
Ok bạn ơi, ngày nay chắc là clip của mình sẽ dừng lại tại đây thôi. Đấy, các bạn thấy chế độ này nào, vui không mọi người? Nếu bạn thấy vui và hay thì nhớ là để lại cho mình một like nhá. Và đừng quên là ấn đăng ký kênh của tất cả mọi người trong nút tim để ủng hộ mọi người nữa. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye.